Khoảng một tuần qua, phóng viên Dân Việt đã nhận được phản ánh của cư dân sinh sống tại khu nhà ở xã hội Nhân Trạch, IDICO, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai về việc chủ đầu tư tăng giá dịch vụ quá cao trên 70%, nếu ai không chịu đóng thì sẽ bị cắt điện. Cụ thể, căn hộ ở khu nhà ở xã hội chỉ rộng từ 33m², tăng giá phí dịch vụ từ 100.000 đồng lên 171.000 đồng. Căn trên 50m² tăng từ 170.000 đồng lên 305.000 đồng trên một tháng. Người dân bày tỏ rằng do họ nghèo mới phải mua nhà ở xã hội để an cư lạc nghiệp. Do đó, việc chủ đầu tư tăng giá dịch vụ quá cao khiến họ cảm thấy áp lực, không thể chấp nhận được. Tại vì bây giờ người già, trẻ em buổi chiều về không có điện sinh hoạt, mà chính phủ đã ban hành là kiểu là không được ngắt điện người dân dưới mọi hình thức mà. Nhưng mà tại sao lại đi ngắt điện người ta với vấn đề là không đóng tiền dịch vụ? Được biết, chủ đầu tư quyết định tăng giá dịch vụ từ năm 2020 nhưng không nhận được sự đồng thuận từ người dân, bởi việc tăng giá dịch vụ không được họp bàn, người dân không biết trước, không rõ thu chi nên không chịu đóng. Tuy nhiên, đến nay ai không đóng phí dịch vụ thì bị chủ đầu tư cắt điện. Nhiều hộ sợ cắt điện ảnh hưởng đến cuộc sống nên buộc phải mang tiền đi đóng trong ấm ức. Số khác chấp nhận không đóng phí dịch vụ, thắp nến hay đèn chiếu sáng để phản đối đến cùng việc tăng giá dịch vụ từ chủ đầu tư. Tôi cảm thấy là bức xúc từ việc thu giá dịch vụ tăng lên mà vợ chồng tôi thì đi làm công nhân lương rất thấp. Tôi mong muốn là tiền dịch vụ là đóng như trước đây là 70.000 một tháng, chứ mức cao vậy là vợ chồng tôi không đủ thu nhập để đóng. Vậy nên mức đóng quá cao nên vợ chồng tôi không đồng ý đóng mức cao đó. Nên tôi chấp nhận tôi thắp đèn cầy. Con nít ở nhà này ảnh hưởng nhiều thứ, ảnh hưởng không có điện và các cháu đóng mức nên rất là tội, cho nên là ngày hôm qua là cắt điện xong rồi. Nói chung là bức đóng thì đóng cái mức giá này là bức xúc lắm, nhưng mà thôi đóng đi để cho các cháu nó có tiền điện đóng, như kiểu em nói ở đây là bị gượng ép đóng ấy, chứ không phải là tự nguyện đóng. Người dân mong muốn chủ đầu tư phải ngồi lại với dân, công khai thu phí vận hành tòa nhà một cách rõ ràng, có căn cứ. Thông qua đó, người dân sẽ tiếp nhận thông tin để cùng chủ đầu tư thống nhất lại phí dịch vụ, tránh gây bức xúc, ấm ức cho người dân. Điều mà tôi mong muốn nhất bây giờ đó là phía bên IDICO là trước khi mà muốn tăng phí hay như thế nào đó là phải thông qua ban quản trị, phải họp dân, làm theo đúng trình tự của pháp luật. Cho dù tăng nhiều tăng ít thì tôi không có ý kiến, bởi vì cá nhân tôi, tập thể là quan trọng, cá nhân tôi không có ý kiến. Nhưng mà điều tôi mong muốn là phải làm theo đúng pháp luật trình tự. Thế thôi. Liên quan đến vấn đề này, trả lời Dân Việt, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho biết, việc tăng giá dịch vụ được công ty báo cho ban quản trị, nhưng ban quản trị không báo cho người dân mới gây ra sự tình trên. Đơn vị này cũng thông tin rằng trong thời gian qua đang gánh lỗ chi phí vận hành tòa nhà khoảng 1 tỷ đồng trên một năm nên muốn tăng giá để cân đối lại thu chi. Phía công ty hy vọng có đơn vị kiểm toán vào kiểm tra thu chi vận hành khu nhà ở xã hội để công khai đến người dân. Sau đó có cuộc gặp gỡ với người dân, ban quản trị khu nhà ở xã hội sẽ thống nhất lại phí dịch vụ. Riêng vấn đề cắt điện, công ty cho rằng đó là động thái để yêu cầu người dân thực hiện nghĩa vụ phí vận hành tòa nhà. Về phía địa phương, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cho biết đã nắm bắt được thông tin phản ánh của người dân về việc tăng phí nhà ở xã hội cắt điện và hiện đã chỉ đạo địa phương xem xét xử lý.